Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và giữ vững, không xảy ra vấn đề phức tạp, không có các điểm nóng về an ninh trật tự. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 64 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 5 người, bị thương 40 người. Toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 2,3 tỷ đồng. 3 tháng qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành nội chính đã quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm được tăng cường, các vi phạm, tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp tốt, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng, công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Trong quý 2 năm 2021, Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo với lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, tiếp tục quán triệt kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, các văn bản pháp luật về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2021 và các nghị quyết, thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong cơ quan nội chính, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2021 và các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt nghị định số 03/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.